là hiệp 1 của trận đấu đã được bắt đầu. Cả hai đội đều có rất đông đảo cầu thủ tham dự trận đấu ngày hôm nay. Và cũng có rất nhiều những gương mặt đáng chú ý lúc này xuất hiện trên sân và cả ngồi trên khán đài. Bàn đầu tiên dành cho các cầu thủ FC Thủ Đô. Họ vẫn chưa có một cú đá nào về phía khung thành của đối phương. Khung thành được chấn giữ bởi thủ môn Minh Trung. Bóng vẫn sẽ là người thực hiện quả phạt. Bóng về góc xa, thiếu chút nữa đã có một siêu phẩm. Đá rất tốt. Đó là tình huống mà Minh Trung đã cảnh giác. Sẽ có thêm một quả đá phạt góc dành cho đội bóng áo trắng. Rất tốt. Rồi dành cho các cầu thủ Kiến Trúc Sư. Đá cuối cùng lại hơi hiểm. Tập thể Kiến Tôn. Và người đã có cơ hội rất nhiều. Đó là thủ môn Vũ Đình Kim. Đào Tam. Một phần đối tượng. Đúng là di chuyển thành đối tượng. Lần này rõ ràng là cao thủ FC Kiến Trúc Sư đã cảnh giác hơn. Vẫn còn. Như vậy là đã có bàn thắng dành cho FC Thủ Đô. Một trận bóng khó chịu và phòng ngự của Kiến Trúc Sư đã không thể đứng vững. Đó là tình huống khá trọng tài khẳng định đã có thể bóng chạm bay từ bên phía đội bóng áo trắng và phạt góc không được công nhận. Bóng không dính, có thể dứt điểm. Đá bóng hai không thành công là của Bảo Quân. Rất nguy hiểm. Bóng chẳng có thu về kịp thời. Tiếp tục là các thủ Kiến Trúc Sư. Quá người. Quạt trôi dứt điểm. Và như vậy là đã có bàn thắng dành cho cao thủ FC Kiến Trúc Sư. Rất bất ngờ. Khi mà đang phải đối mặt với một sức ép rất lớn của đối phương, phần nào đó là nhường sân cho FC Thủ Đô, thì bất ngờ trong một tình huống phản kích, Kiến Trúc Sư đã tìm kiếm được cho mình bàn thắng đầu tiên của trận đấu này. Hy vọng rằng rất hay. Trần Quang hợp lý đối mặt với khung thành, rất đáng tiếc. Lại là một tình huống giàn xếp rất tốt đến từ phía Kiến Trúc Sư. Mọi thứ đều chuẩn chỉ cho đến những điểm cuối cùng. Rất tiếc đã không thể có được bàn thắng được cái điểm dành cho đội bóng áo xanh. We'll be right back.
quyết định đi bóng. Cú đá về góc hẹp không thành công. Thử đường chuyền hợp lý. Trần Hoàn quá người, chưa thể có được một cú dứt điểm. Bây giờ mới là cú đá. Rất đáng tiếc đó là cú dứt điểm không đi vào khung thành. Và lại có thêm sự điều chỉnh bên phía cao thủ FC Thủ Đô. Đội bóng sân đó là số 79. Cầu thủ của đội bóng áo xanh đã ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài không chỉ tay vào chấm phạt đền. Không thể xem thường những tình huống phản đòn bất ngờ của kiến trúc sư. Và kiến tạo tuyệt vời, bây giờ là cơ hội đối mặt với khung thành. Quá người, tỷ số trận đấu là 1-0. Và phối hợp rất hay, công lớn trong tiếng vừa qua thuộc về nhà báo Trần Hải. Đường chuyền gọn gỗ cho đồng đội và tiếng tắt xuống ghi bàn xuất sắc. Rất nhiều nỗ lực thì FC Thủ Đô cũng đã đưa trận đấu trở về bàn xuất phát. Không được. Đó cũng là tình huống mà cầu thủ bên phía đội bóng xanh đã việt vị. Quang Vinh về trong hiệp một đá cánh trái cho FC Kiến Trúc Sư. Quang Vinh thì tôi đã giới thiệu là người đã kết nối hai đội lại với nhau và chơi cho cả hai đội luôn. Nhưng vừa rồi thì anh đã phải vào lưới nhặt bóng với những người đồng đội ở trong hiệp 1. Quả đá phạt rất khó chịu. Tỷ số trận đấu được nâng lên là 2-1. Rất nguy hiểm. Rất chính xác. Tỷ số là 2-2. Một cơ hội bất ngờ đến với FC Thủ Đô và họ đã tận dụng thành công. Rất hay, không có lối việt vị và lại là tình huống đối mặt với khung thành. Nhưng lần này vẫn có bàn thắng. Cú hat-trick. Và lần đầu tiên ở trong trận đấu ngày hôm nay, FC Thủ Đô có được bàn thắng dẫn trước. We'll be right back.
Phạm Tài Chính đã thổi hồi còi khép lại trận đấu giao hữu thiện nguyện giữa FC Kiến Trúc Sư và FC Thủ Đô. Thắng lợi với tỷ số 3-2 đã thuộc về đội bóng áo trắng. Họ đã bị dẫn trước trong phần lớn thời gian của trận đấu. Trên cả kết quả thì ngày hôm nay hai đội đã cống hiến một trận đấu hấp dẫn.